Thì các bạn, đây là cái mít Thái nhà mình nhé, và đã được chín rồi đấy ạ. Và bây giờ mình sẽ cắt về nhé. Tuy cây nó bé như thế này ạ, nhưng mà đợt này nó ra tận 2 quả liền nhé. Và mình sẽ cắt vào để mình bổ nhé. Mít chín thơm lắm ạ, thơm nức luôn, tuy nó bé như thế này thôi. Đây, quả lạnh thế, chín thơm. Một lúc chín cùng 2 quả mà cây rõ bé. Đây ạ, cây mít bé tẹo này thôi mà ra quả được mấy lứa rồi. Giống mít Thái này nó bé mà nó cũng đã ra quả các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cắt về để mình bổ nhé. Đây là những cái ấy để nó ra đấy, những cái tay để nó ra tiếp mít, dái mít. Nhưng mà nhà mình cái cây này nó mới bé nên là chỉ được những quả dưới gốc này thôi. Chỗ này nhà mình trồng nó hơi rộng một chút cho nên là nó cây nó không phát triển được to lắm. Đây các bạn, bổ mít thì để lau nhựa nhé, thì mình lau bằng nắm ướp các bạn ạ. Ngăn nắm ướp về lau nhựa mít nhé. Để dao không bị nhựa nhé, thì các bạn sẽ cho mình một ít dầu vào dao nhé. Khi mình bổ mít ấy, thì nên cho một ít dầu, và tay mình cũng xoa một ít dầu thì nó sẽ dễ ạ. Sau ấy để đem về cho bọn trẻ con. Đấy, bọn trẻ con. Đó, mít mới ngắt cây này bao giờ. Lại chảy ra, lâu xong lại chảy ra nhiều này. Nhiều nhựa. Tại vì nhiều mới vừa cắt xong. Trời, hôm nay hơi nóng. Mấy ăn bà một gà quả là cái tí. Cô quả Ninh ấy mít gần chín rồi đấy, Ninh phải thèm đấy. Có đeo không? Có, cho cô. Mít này ngon mà ngọt ăn, mấy ngon. Quả trước đều ngọt báo. Còn đến gần nhà họ thứ là nó có mít này không ngọt được, hai quả không ngọt thì nó méo mó này, không thuôn như được chứ. Chắc có tươi và nó đều đều lên được. Cây bé thì ra tận 2 quả để nhẽ em vặt đi à.
mà chịu khó tưới phân các thứ lắm đấy. Ngọt thì vì tao tưới phân có xứ rồi, khóc lại. Bữa hôm nọ đầu trâu vẫn tưới. Ngọt là giòn ạ. Bà bỏ nước vào kia đi. Với cái lọi chưa vào bên trong đâu nhưng mà chỉ vỏ bên ngoài nó hơi xám xám thôi. Hôm qua nó khác hơn, nó bớt nhựa đấy là để sắc hương, nó tròn cạnh rồi nó lứt. Ta thích mà ta bỏ mà chạy ra luôn được. Thính thích nhà này rất là nhiều mít. Vàng chín luôn cả một lúc luôn. Bà nhìn nhà bà bao nhiêu mít thế thì không biết thế nào nhỉ. Bằng cái gì họp hay đi đâu đấy? Hả? À. Thính thế vừa lấy tiền tối hôm qua chưa kịp gọi. Thế nào cả con cho ngọt không cả to gì ăn thử. Nhà ta lại nhiều mít rồi, quê nhà mít không bao giờ ăn đi, ít khi mà đậu đấy, thối hết này đấy. Hôm qua nó tao bảo bà ơi thối rồi. Đây các bạn, như vậy là nhà mình đã có được hai quả mít bổ một lúc đấy, mít Thái nhá, rất là ngon như thế này. Chúc các bạn là có những trái mít ngon và có thể trồng những cây mít Thái để nhỉ, tự ăn không cần thuốc bảo quản. Mà mình mua ở chợ ấy thì hay thường sợ họ giấm thuốc ấy ạ, như sầu riêng cũng vậy thôi, mít họ cũng đều nhúng thuốc. Đây ạ, à, bông chuối nhà mình cũng chín này, cũng thể có thể chặt được rồi đấy. Đây những giò lan nhà mình đấy. Giò lan trên cao. Cắt luôn nhé.
với cây mít bé tẹo ra mà được hai quả mít như vậy nhé. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ẩm thực miền quê ạ.